Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình giveaway ăn chia tổng giải thưởng là 2000 token Barbie và 500 token match nha bạn. Đến từ một cái ví match wallet và sàn Barbie Swap các bạn. Thì để tham gia game này các bạn cần link xuống link mô tả dưới video mở link phong các bạn. Rồi, các bạn copy cái link tweet này đi các bạn. Đấy, cái hashtag chứ. Rồi, các bạn sao chép rồi đi các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn vào đây follow. Các bạn nhấn vào đây follow địa chỉ với mắt wallet này mà. Sau đó bạn match up lên nè. Rồi sau đó các bạn like nè các bạn. Các bạn chỉ dán như tự quyết nha các bạn. Các bạn dán hashtag nó vào nè. Rồi các bạn gõ hai cộng nó hiện ra những người bạn. Các bạn tăng ba người bạn mình vào nè các bạn. Rồi bạn tự quyết lên nè. Rồi sau đó các bạn match up lên link phong nè các bạn. Rồi dòng đầu tiên các bạn này địa chỉ email của các bạn nè. Dòng thứ hai các bạn điền là username tại Twitter tất cả các bạn nè các bạn. Thì bạn mở tại Twitter các bạn ra thì sẽ dưới bên ta các bạn thì sẽ thấy được username tại Twitter các bạn. Bạn nào may mắn cầu này nhận được cổ phần có 10 đô các bạn. Tiếp tục thì bạn submit link retweet nè. Thì bạn mở tại Twitter tất cả các bạn ra nè. Rồi bạn nhấp vào avatar, nhấp vào một hồ sơ nè các bạn. Rồi bạn chia sẻ nè. Rồi bạn sao chép liên kết nè. Gửi vào link phong nè các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ với bên Bisa Machine Bet 20 trên YouTube Wallet của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi bạn sao chép nè. Rồi sau đó bạn bấm gửi là xong nha các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia một chương trình để góp phần chia tổng giải thưởng là 2000 token Barbie đến đây có thông báo. Vậy mình sẽ gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.